nằm thoải mái bên cạnh mẹ Molly, chú heo vòi mã lai con, có lông màu nâu, sọc và đống trắng ở trên lưng. Nhìn xa giống như là một quả dưa hấu lớn. Đây là thành viên mới của sở thú thành phố Đài Bắc, chú heo vòi mã lai con Li Mù Lù. Ngày 7 tháng 9, Li Mù Lù bắt đầu xuất hiện trước công chúng tại sở thú thành phố Đài Bắc. Gián vẻ đáng yêu của chú đã thu hút nhiều phần tới chụp ảnh. Nó rất dễ thương, mũi thì to, tài thì nhỏ xíu. Tôi đặc biệt đến đây để xem Li Mù Lù vì tôi đã theo dõi heo vòi Mã Lai có thể nói là được khoảng 10 năm rồi. Chú heo vòi Li Mù Lù đã không làm cho các fan hâm mộ thất vọng. Tình hình tăng trưởng của chú khá tốt. Chỉ trong vòng 2 tháng, cân nặng của chú đã tăng từ 7 kg lên gần 45 kg. Nhân viên sở thú cho hay, nó đeo người lắm, dù là mẹ nó hay là chúng tôi. Hãy thấy cái gì đó chuyển động và thân hình to lớn hơn nó thì nó sẽ đi theo. Nó rất là hoạt bát và hướng ngoại. Khi nó muốn đi ra ngoài thì nó tìm cách theo người hay là mẹ nó đi ra ngoài. Tên của chú heo vòi Limuru cũng ẩn chứa nhiều hàm ý tên của chú heo vòi được bắt đầu bằng chữ cuối tên của mẹ Li, trùng tên với nhân vật chính trong tiểu thuyết. Sở thú hy vọng chú có thể sống một cuộc sống vô tư và đóng vai trò như một đại sứ chung sống hòa hợp với con người. Hiện tại, chú heo vòi Li Mù Lô đã bắt đầu từ từ thay lòng. Năm đến 6 tháng nữa sẽ chuyển sang màu đen và trắng. Nếu muốn xem chú heo vội đi mù lô có bộ lông trẻ em trong giai đoạn này thì bạn phải tranh thủ tìm thời gian đến xem càng sớm càng tốt.